Chào tất cả các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về bài 1 kiểm thử đơn vị ở trong môn kiểm thử nâng cao. Ở trong bài 1, chúng ta sẽ xem xét tầm quan trọng của kiểm thử đơn vị, tức là unit test. Tìm hiểu về Z unit và sử dụng Z unit ở trong cái kiểm thử đơn vị. Ở trong phần 1 thì chúng ta xem xét tầm quan trọng của kiểm thử đơn vị, khái niệm về unit testing, kỹ thuật viết test case cho unit test và cái công cụ JUnit. Trong phần 2 xem xét ứng dụng JUnit, cấu hình JUnit và sử dụng JUnit với Eclipse. Đầu tiên chúng ta sẽ xem xét unit testing nó là cái gì, hay còn gọi là kiểm thử đơn vị. Thì chúng ta thấy là hiện nay khi mà phát triển các cái ứng dụng và triển khai ứng dụng ra thị trường thì có rất là nhiều các cái tình huống mà phát sinh lỗi thì dẫn đến là thiệt hại rất là lớn. Nhiều khi ở đây chúng ta sẽ phát triển ứng dụng rất nhanh và có thể tạo ra được nhiều loại ứng dụng khác nhau, nhưng mà để triển khai được ứng dụng ra ngoài thị trường cài đặt tới cho khách hàng thì phải đảm bảo là ứng dụng không có lỗi, tức là free bug. Thì lúc đó thì chúng ta mới đảm bảo được cái sự thành công của ứng dụng, mới duy trì được cái sự phát triển của ứng dụng sau này. Thì để mà đảm bảo được cái ứng dụng không có lỗi thì unit testing, đây là cái quá trình thực hiện kiểm thử cho từng đơn vị phần mềm, xem các đơn vị này có hoạt động đúng với thiết kế hay không. Và đây là một cái công đoạn nằm trong cái chuỗi các hoạt động kiểm thử cho phần mềm. Thế thì một đơn vị phần mềm là gì? Ở đây thì có thể là một dòng lệnh, một hàm, một phương thức, một module hay là một chương trình. Và thế là chúng ta sẽ đặt ra câu hỏi, tại sao phải thực hiện unit test? Đơn giản là cho phép phát hiện nhanh các cái lỗi, cải tiến các cái quy trình và thiết kế của sản phẩm, giảm thiểu các cái chi phí. Thì trong đó chúng ta thấy là giảm thiểu chi phí sửa các cái lỗi, như là chúng ta thấy ở cái biểu đồ bên dưới, tức là ở trong cái giai đoạn implementation, unit testing, integration testing, system testing và in service, nếu mà có lỗi xảy ra ở trong cái in service, tức là trong giai đoạn mà phần mềm đã được triển khai cho khách hàng và đang đi vào hoạt động, thì chúng ta thấy là chi phí mà khắc phục các cái lỗi này thì rất là lớn. Còn nếu mà ở trong cái giai đoạn implement thì chi phí để mà khắc phục lỗi thì nhỏ thôi, unit testing cũng nhỏ. Và chúng ta sẽ cố gắng là phát hiện các cái lỗi càng sớm càng tốt ở trong các cái giai đoạn đầu. Còn trong các giai đoạn sau thì chi phí để mà khắc phục rất là lớn. Và một trong những cái trường hợp mà chúng ta thấy hiện nay khiến cho cái chi phí khắc phục cái lỗi vô cùng lớn, đó là cái lỗi ở trong cái hệ thống máy bay Boeing 737 MAX. Thì chúng ta thấy đó là khi hai chiếc máy bay đã rơi và khiến cho hàng loạt các máy bay 737 MAX của Boeing là nằm đất, và Boeing bắt buộc phải tạm dừng cái dây chuyền sản xuất máy bay 737 MAX và nhiều cái hợp đồng bị hủy, chưa nói cái chuyện bồi thường cho hai vụ máy bay rơi. Đấy. Thì cái này là chi phí phát sinh rất là lớn ở trong các cái giai đoạn sau. Unit test thì có thể cần nhiều cái thành phần để thực hiện, và ở trong unit test thì chúng ta có các cái đối tượng giả định, đó là các cái mock, các cái stop, các cái fail. Thì ở đây là test tuples. Thì chúng ta thấy chương trình
ở trong máy tính thì nó là cái sự kết hợp của nhiều cái đối tượng với nhau. Và đối tượng này cần gọi một cái chức năng của một cái đối tượng khác. Tuy nhiên trong JUnit, trong unit test thì chúng ta sẽ kiểm tra một cái phương thức hay một cái đoạn nào đó độc lập và xem như là các cái chức năng của các cái đối tượng phụ thuộc nó đã chạy thành công rồi. Và lúc đó thì người ta sẽ cung cấp môi trường giả lập cho các cái đối tượng phụ thuộc đó. Và chúng ta sẽ xem xét là cái đối tượng mà chúng ta cần test hay là cái thành phần mà chúng ta cần test nó phải chạy đúng. Còn giả sử là các cái thành phần có liên quan là nó đã thành công rồi, chạy tốt rồi. Unit test case. Unit test case là gì? Để thực hiện tự động test hoặc là thực hiện test bằng tay, thì cái quá trình thực hiện tự động test là chúng ta sẽ viết cái đoạn mã trong ứng dụng để kiểm tra các cái chức năng của ứng dụng và có thể tạo ra các cái đối tượng giả lập hỗ trợ cho unit test. Và hãy làm cho mỗi test case độc lập với tất cả các thành phần khác. Đừng làm những cái assertion không cần thiết. Tức là ở đây trong các cái đoạn test thì chúng ta đưa vào các cái giả định. Các cái giả định này, ví dụ là giả định đoạn mã đó cho ra kết quả đúng. Và chúng ta chỉ dùng những giả định cần thiết, không có dùng tùm lum các cái giả định. Kiểm thử chỉ một unit count tại một thời điểm, giả lập tất cả các cái dịch vụ và trạng thái bên ngoài, tránh những điều kiện tương quyết không cần thiết và đặt tên các cái unit test của bạn một cách rõ ràng và nhất quán. Thì đó là một số các cái nội dung cơ bản của unit test và unit test case. Tiếp theo thì chúng ta sẽ xem xét JUnit. JUnit đây là một cái framework mã nguồn mở được sử dụng để viết và chạy thử nghiệm ở trong Java. Và JUnit là một cái framework dùng để thực hiện các cái unit test cho cái ngôn ngữ Java. Vì hiện nay chúng ta sẽ có là JUnit bản 4 và JUnit bản 5. Thì giữa bản 4 và bản 5 thì nó sẽ có một số các cái thay đổi rất là quan trọng. Thì trong các cái phần sau thì chúng ta sẽ đi vào chi tiết hơn cái thay đổi này. Thế thì JUnit sẽ cung cấp cho chúng ta các annotation để xác định các cái phương thức. Là phương thức đó là phương thức test hay là phương thức sẽ thực hiện khởi tạo hay là cung cấp các cái tham số khởi tạo cho các cái test, vân vân. Thì ở đây là một loạt các annotation: test after run with, before after class, before class và parameters. Và JUnit cũng cung cấp cho chúng ta danh sách các assertion để thể hiện kết quả mong muốn của chúng ta. Assertion: giả định đúng, giả định sai, giả định bằng. Assert not no, tức là không bằng no, đúng không? Thì một loạt các cái assertion. JUnit cung cấp các cái runner cho phép việc chạy thử và cho thấy kết quả pass là màu xanh và fail là màu đỏ ở trên cái công cụ. Và test JUnit có thể được tổ chức thành các cái case và các cái sự kiện test khác. Thì ở đây chúng ta hình dung đó là test runner nó là một cái công cụ mà cho phép chúng ta sẽ tự động cái việc thực hiện các test. JUnit có thể tự động chạy kiểm thử, kiểm tra chính cái kết quả theo thời gian thực. Và JUnit hỗ trợ viết mã nhanh hơn, chính xác trên các cái framework dùng ngôn ngữ lập trình Java. Ở đây thì chúng ta có thể sử dụng JUnit cho phát triển các ứng dụng Android dùng Java.
chúng ta thấy Android Test Case hoặc là Sysmex Test Case chúng ta có thể là tích hợp vào trong những cái framework dùng cho cái dùng bằng cái ngôn ngữ Java. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ xem xét demo, trong đó sẽ tạo ra một cái chương trình đơn giản ở trong NetBeans cũng như ở trong Eclipse, và chúng ta sẽ tạo cái unit test cho ở cái chương trình đơn giản đó. Trước tiên chạy chương trình NetBeans 8.2 và sau đó chọn File New Project và chúng ta sẽ chọn Java và Java App, sau đó nhấn Next. Ở đây thì có thể đặt đó là Lab Mat, đây chúng ta có thể là Mat Lab Test, và trong này thì chúng ta có thể đặt test poly test. Ở đây đặt tên dự án đó là map lab test và lưu vào thư mục, thì tùy theo máy chúng ta sẽ lưu ở thư mục nào cho phù hợp. Sau đó nhấn finish để tạo ra project, và khi nhấn finish thì chúng ta thấy là có cái project như thế này. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ kích phải chọn new, chọn Java class, và ở đây thì đặt tên đó là map lab và đặt tên cái package đó là edu.poly và dot mat. Ở đây thì chúng ta sẽ đặt tên hai cái thành phần đó là class name mat lab và cái package. Nhấn finish để tạo ra lớp. Và ở trong lớp này sẽ thêm vào phương thức cho phép chúng ta có thể cộng hai số. Ở đây thì chúng ta sẽ khai báo một biến C bằng A trừ B và return C. Và trong môn này thì có một số các cái demo thì mục đích đó là đưa vào cái thực hiện sai, cho nên là chúng ta sẽ không chú ý tới cái kết quả và đúng hay sai trong cái xử lý phương thức S. Và trong cái phương thức S của chúng ta là chúng ta đã trừ hai cái số, nhưng mà mục tiêu của chúng ta và mong muốn của chúng ta là phải cộng hai số, nhưng ở đây là trừ hai số. Ở đây là thêm vào một cái phương thức thứ hai, đó là phương thức sub, thì cho phép là chúng ta sẽ trừ hai số và lớp này sẽ bao gồm hai cái phương thức như vậy. Thì đây là cái nội dung của cái phương thức matlib bao gồm hai phương thức add và sub. Để có thể tạo unit test cho lớp vừa tạo ra thì chúng ta có thể hình dung như thế này, thì kích vào trong cái cửa sổ project và kích phải vào trong cái tên lớp, sau đó lựa chọn tools và chúng ta chọn chức năng đó là create or update test. Thì đối với lại các cái công cụ phát triển như là NetBeans, Eclipse và một số các công cụ khác thì đã thực hiện tích hợp sẵn các cái framework
hỗ trợ cho tạo ra các cái unit test. Thì chúng ta kích vào đây, sau đó là chúng ta sẽ đặt tên. Thì các bạn hình dung như thế này, tên lớp là đây, thì tạo ra cái lớp test cho nó, tức là thêm vào cái hậu tố đó là test, và nó nằm ở trong cái package, test package, chứ không phải là nó nằm ở trong cái source package như thế này. Và chúng ta lựa chọn cái framework, ở đây là lựa chọn JUnit. Sau đó thì kích bỏ bớt một số các cái thành phần mà chúng ta không cần thiết. Ở đây thì có thể là bỏ bớt để cho nó cái đoạn mã cho nó đơn giản, và sau này nếu mà cần thì chúng ta đưa vào. Sau đó nhấn OK. Thì NetBeans đã tạo ra cho chúng ta một cái phương thức test như thế này và một cái lớp test như thế này. Thì trong này chúng ta sẽ xem xét là tạo ra cái đối tượng là thể hiện của lớp MapLib. Thì ở đây thì cho phép đó là MapLib, cái này là feature, chúng ta đặt tên nó là feature. Và trong cái hàm dựng của cái lớp test thì cho nó là new MapLib. Và ở đây thì chúng ta cho cái result, kết quả. Thì cái kết quả là sau khi gọi thực hiện hai cái phương thức add và truyền vào hai cái tham số đó là 5 và 6. Và chúng ta cho cái expect, tức là cái kết quả mong muốn của chúng ta đó là 11. Và giả định ra assert, tức là giả định là cái kết quả với lại cái result là phải bằng nhau. Và tương tự như bên dưới thì chúng ta có thể copy và dán bên dưới. Ở đây thì chúng ta sẽ có đó là expect, cái này là trừ 1. Và như vậy thì đây là cái nội dung của cái lớp test, để cho phép chúng ta sẽ kiểm thử cái hai phương thức, đó là phương thức add và phương thức ở đây chúng ta đã nhầm, ở đây là phương thức sub chứ không phải phương thức add. Để chúng ta sẽ chỉnh lại cái chỗ này. Ở đây thì chúng ta cho đó là sub. Và đây là cái kết quả và nội dung của cái lớp, để cho phép chúng ta sẽ thực hiện là kiểm thử cái kết quả thực hiện của phương thức add và cái phương thức sub. Và chúng ta cũng lưu ý là cái kết quả mà chúng ta mong muốn sau khi thực hiện phương thức đó là ở đây là 11, và so sánh giữa cái kết quả thực với kết quả mong muốn. Và ở đây thì kết quả mong muốn của chúng ta đó là -1, và so sánh giữa kết quả thực với kết quả mong muốn. Sau khi hoàn thành lớp test thì chúng ta có thể thực hiện lớp này bằng cách kích phải, chọn run file, hoặc là ở đây thì chúng ta sẽ có là run file, chọn run file. Thì khi kích vào run file thì NetBeans sẽ chạy cái lớp test này và thông báo cho chúng ta cái kết quả ở đây. Đấy, chúng ta thấy như thế này là nó sẽ báo nè, expected đó là 11, nhưng kết quả chúng ta nhận được đó là -1. Thì chúng ta thấy cái thông báo rất rõ ràng ở đây, và có một cái lỗi
Và lúc đó là người lập trình phải đi vào cái phương thức S để mà kiểm tra lại cái trường hợp này. Và đây là một trường hợp test, hay người ta còn gọi đó là test case, một trường hợp test. Và ngoài ra thì chúng ta có thể xem xét các cái chi tiết cái test, ví dụ như chúng ta muốn xem coi thử là những cái pass, những cái test case nào được pass qua, thì ở đây là có cái test sub là đã pass. Và cái này là test fail nè, cái này là fail. Rồi nếu mà chúng ta có thể lọc nè, bỏ bớt mấy cái này đi. Đó, thì cái này thì bỏ hết đi. Thì chúng ta thấy là nó sẽ báo ra là một test pass và một test fail. Đó, thì chúng ta có thể là sau lại. Và khi mà chỉnh sửa xong thì chúng ta có thể là rerun, chạy lại test, rerun, chạy lại test. Và xem xét cái kết quả. Thì ở đây là xem xét cái kết quả chi tiết của các thành phần, để xem xét cái kết quả chi tiết ở đây. Và với cái phương pháp đó là sử dụng unit test trong cái quá trình phát triển, thì hiện nay các cái dự án trong thực tế là người ta sẽ đi phát triển các cái unit test cùng lúc với lại cái quá trình là phát triển dự án. Và tạo ra các cái test case ở trong cái giai đoạn rất là sớm, trong cái giai đoạn là đầu của dự án luôn, chứ không phải là sau này thì mới tạo ra các test case. Tiếp theo thì chúng ta sẽ sử dụng cái chương trình Eclipse để tạo ra dự án và tạo ra cái unit test cho dự án đó. Thì đầu tiên mở chương trình Eclipse và chọn new và ở đây thì chúng ta có thể là chọn cái project. Và trong project thì chúng ta chọn Java project và kích net để tạo ra cái để hiển thị cái cửa sổ nhập tên của project. Thì trong cái project này chúng ta cũng nhập tên tương tự map lib, và ở đây thì có thể là map lib test. Và sau đó thì chúng ta có thể nhấn next và nhấn finish để tạo ra lớp. Ở đây thì chúng ta có thể là open perspective, nhấn next và nhấn finish để tạo ra lớp, để tạo ra cái project. Và sau khi tạo project xong thì chúng ta thấy là cái lớp của chúng ta ở cái project thì có dạng thứ như thế này. Thì do là chúng ta đã tạo ra cái project nó trùng tên với lại cái tên của cái project mà chúng ta đã sử dụng ở trong cái mapping. Thì để tránh cái trường hợp này thì chúng ta có thể là chọn một cái tên mới bằng cách là new, chọn project và chọn Java class. Sau đó nhấn next và chúng ta có thể là đặt một cái tên mới map lib to test để mà thấy được là cái cách tạo ra cái project và tạo ra các test ở trong cái Eclipse như thế nào. Và sau đó là nhấn finish. Và đây là cái project được tạo mới hoàn toàn ở trong Eclipse. Tiếp theo chúng ta có thể tạo ra cái lớp chức năng bằng cách là kích phải chọn new, chọn class. Và sau đó thì đặt tên cái package edu.poly.map. Và ở đây chúng ta sẽ cho đó là map lib. Và trong này thì chúng ta chú ý đó là tên package và cái tên lớp.
nhấn finish để tạo ra lớp chức năng. Và trong này thì tương tự như phần demo của NetBeans thì chúng ta sẽ thêm cái phương thức add cho phép là cộng hai số. Tuy nhiên trong cái phần kết quả thì chúng ta lại trừ hai số chứ không là cộng hai số. Và ở đây trả về cái kết quả. Và thêm một cái phương thức nữa đó là sub, đó là cho phép là trừ cái giá trị của hai số A và B. Thì cái này là return A trừ cho B. Và đây là nội dung của cái lớp chức năng chúng ta vừa tạo ra và thêm vào các cái phương thức add và sub. Tiếp theo để tạo ra lớp test unit cho cái Eclipse thì đầu tiên là chúng ta phải cài đặt cái công cụ hỗ trợ cho JUnit ở trong Eclipse. Thì đơn giản là kích vào install, kích vào Eclipse Marketplace. Eclipse thì khác với NetBeans là NetBeans đã tích hợp sẵn cái unit test vào cho chúng ta, còn Eclipse thì không tích hợp sẵn cho nên bắt buộc chúng ta phải cài riêng. Ở đây thì gõ là JUnit và nhấn tìm kiếm thì ra được cái công cụ như thế này. Thì chúng ta có thể lưu ý là sau gõ xong nhấn tìm kiếm thì kích vào install JUnit tools. Ở đây thì công cụ này đã được cài 38.6k, thì nói chung cái con số cũng khá là ấn tượng. Và kích vào install để cài đặt công cụ. Sau khi kiểm tra kết nối thì Eclipse sẽ hiển thị ra cho chúng ta các thông tin cài đặt. Thì trong này thì chúng ta sẽ thực hiện là confirm để chấp nhận cái thông tin cài đặt này, và sau đó là accept các cái license của công cụ và nhấn finish. Thì Eclipse sẽ thực hiện tải cái tools về và giúp cho chúng ta cài đặt. Thì ở đây thì chúng ta nhấn là install anyway. Ở đây thì cái tiến trình cài đặt của Eclipse. Sau khi tải và cài đặt thành công thì Eclipse yêu cầu là khởi động lại cái IDE. Thì chúng ta kích vào Restart Now để khởi động lại cái chương trình Eclipse. Sau khi khởi động Eclipse thì chúng ta có thể thực hiện bước tiếp theo là cấu hình cái project này để có thể chạy được với lại cái JUnit. Thì ở đây là chúng ta kích phải chọn build path và chọn cái configure build path, và trong này thì chúng ta sẽ chọn library và kích vào add library thì chọn đó là JUnit. Trong này thì chúng ta lưu ý đó là các cái phần thì chọn library, chọn add library và sau đó là chọn JUnit để mà add cái thư viện JUnit vào cho cái dự án. Ở đây chúng ta có thể nhấn next để add thư viện vào ở đây và lựa chọn cái phiên bản. Thì JUnit hiện nay nó hỗ trợ bản mới nhất đó là JUnit 5. Ngoài ra thì có JUnit 4, JUnit 3. Cái này thì chúng ta có thể là lựa chọn cái JUnit 5 và sau đó nhấn finish
và nhấn apply and close để bổ sung cái thư viện kiểm thử vào cho cái dự án này. Tiếp theo thì chúng ta sẽ thực hiện cấu hình một số các cái thông tin cho cái công cụ hỗ trợ JUnit. Ở đây thì chúng ta kích vào Windows References, và trong này thì chúng ta kích chọn đó là JUnit Tools, và ở đây chúng ta kích bỏ cái này đi. Ở đây thì cho phép là bỏ cái thành phần. Và cái việc mà đưa vào cái test với lại bỏ đi, thì chúng ta bỏ đi thì có nghĩa là JUnit Tools hiểu là cái dự án hiện tại sẽ tạo các cái test case trực tiếp ở trong này luôn, mà không cần phải tạo một cái dự án mới nếu mà chúng ta lấy cái dự án hiện tại làm cái dự án test luôn. Và ở đây thì chúng ta sẽ bỏ đi. Và sau đó nhấn Apply and Close. Sau đó kích phải chọn JUnit Tools. Và ở đây chúng ta có thể là có mấy cái phím tắt ở đây. Để nhấn là Generate Test Case. Và chúng ta có thể là lựa chọn là cái phương thức Add và phương thức Sub. Ở bên dưới thì chúng ta có thể chọn một số các cái phương thức mà cho phép là setup là khởi tạo, tear down là hủy bỏ, vân vân. Thì chúng ta có thể là chọn một số các cái phương thức như thế. Và sau đó nhấn finish để mà tạo ra cái lớp test cho chúng ta. Thì ở đây chúng ta thấy là cái lớp test sẽ được tạo ra như thế này. Và kích vào đây thì chúng ta thấy là các lớp test ở đây thì nó sẽ tạo ra và nó sử dụng luôn cho chúng ta các cái kỹ thuật cần thiết, đó là tạo luôn cho chúng ta các cái nội dung rồi truyền vào giá trị vân vân, thì nó làm sẵn cho chúng ta. Và cái mục tiêu là sẽ thay thế các cái giá trị bằng các cái giá trị thực tế của chúng ta. Thì đó là cái cách mà chúng ta sử dụng cái công cụ để tạo ra cái test. Tuy nhiên đối với Eclipse thì chúng ta có thể là dùng tạo ra thủ công bằng cách là kích phải chọn New File, và ở đây chúng ta có thể là chọn là JUnit Test Case. Thì cái bộ công cụ này thì chúng ta phải làm thủ công nhiều thứ hơn. Thì trong này thì kích vào đây thì chúng ta thấy là nó cũng hỗ trợ cho chúng ta cái JUnit Test Case. Và ở đây thì chúng ta sẽ cho cái package đó là test như thế này. Và lưu ý đó là sử dụng cái package test để mà giúp cho chúng ta phân biệt giữa cái package gốc với lại cái package mà tạo ra các cái unit test. Và ở đây thì cái lớp test được sinh ra như thế này, và chúng ta có thể là thêm các cái tùy chọn vào đây. Sau đó chúng ta có thể là chọn các cái thành phần, ví dụ như là ở đây là new JUnit for ở đây, hoặc là cái gì chọn JUnit tree, hoặc là cái này là chọn đó là JUnit computer test, tức là cái này là JUnit 5 đây. Và sau đó là chúng ta nhấn finish để mà tạo ra cái test. Ở đây chúng ta thấy như thế này là cái Eclipse tạo ra cái lớp map left test như thế này cho chúng ta. Và trong này thì chúng ta thấy có thể đưa các cái thành phần vô đây. Ví dụ là chúng ta có thể là code bằng tay thì chúng ta có thể là thêm vào trong này. Ví dụ là private map left, cái này cái tên của nó để hai cái tiền tố, và chúng ta sẽ sửa lại sau. Cái này là feature. Và sau đó
hoặc là chúng ta có thể là đưa trực tiếp trong vào trong cái phương thức test luôn. Thì cái trong này thì chúng ta sẽ đưa trực tiếp vào trong này luôn, đó là test ad. Và ở đây là new map left, và sau đó thì chúng ta có thể chọn cái result bằng feature add file sys, và sau đó thì cho cái expected, tức là cái mong muốn của chúng ta đó là 11, và assert equal. Ở đây thì expect và cái result, result là kết quả mà chúng ta nhận được. Tương tự như thế thì chúng ta có thể thực hiện đối với lại cái phương thức sub. Thì ở đây là chúng ta sẽ có là test sub, và ở đây thì gọi cái sub và expect đó là bằng trừ 1. Và đây là cái nội dung của cái lớp map lab test mà chúng ta đã tạo ra dùng để test cái nội dung của hai cái phương thức đó là add và sub. Tiếp theo quay trở lại cái lớp mà chúng ta đã tạo ra bằng cái JSONIX Tools, thì trong này có thể là khắc phục các cái lỗi, trong đó thì có cái web cái method wrap, thì chúng ta có thể bỏ cái annotation này đi và bỏ annotation này đi để mà khắc phục các cái lỗi này, và sau đó là đưa cái giá trị. Thì đối với lại JSONIX Tool thì nó thêm vào rất là nhiều thứ cho chúng ta, cho nên là giúp cho chúng ta có thể là tiện lợi cho cái việc điều chỉnh. Ví dụ như ở đây là chúng ta có A bằng 5 và B bằng 6, và cái result của chúng ta và cái expect của chúng ta đây, cái này là tạo ra cái thành phần. Và sau đó thì chúng ta sẽ thay vào assert ở đây expect với cái result, thì chúng ta thay vào ở đây giả sử là cái này thì chúng ta có thể là thay vào cái expected bằng 11. Và đối với lại cái công cụ đây thì expected, chúng ta expected đối với lại JSONIX Tools thì nó hỗ trợ cho chúng ta thêm vào các cái phần rất là nhanh, cho nên là chúng ta có thể một là tạo bằng tay, hai là tạo bằng JSONIX Tools ở trong Eclipse. Và tương tự như thế thì đối với lại cái phương thức là test sub thì chúng ta có thể là thêm vào cái assert equals và thêm cái giá trị đó là expected là bằng trừ 1. Thì cái này thì thêm hai cái nội dung vào cho hai cái phần test của cái lớp test mà chúng ta tạo ra bằng cái JSONIX Tools ở trong Eclipse. Và sau khi thêm các nội dung vào xong thì chúng ta có thể kích phải và ở đây thì chọn run, thì chúng ta có thể là chọn ở đây là run JSONIX test và kích vào đây thì trong Eclipse sẽ thực hiện run các cái phần cho chúng ta ở đây, và chúng ta thể thấy được đó là ví dụ như là test add thì nó ra ở đây, chúng ta mong muốn đó là 11 nhưng mà nó ra nó ở trừ 1. Và tương tự như thế, chuyển qua cái lớp mà chúng ta tạo ra bằng tay và kích phải, chọn run, chọn run as, chọn JSONIX test và kích run. Thì tương tự như thế thì nó cũng ra được cho chúng ta cái thông báo như thế này. Đây, thông báo ở đây thì một cái fail, đó là mong kết quả mong muốn đó là 11 nhưng mà kết quả thực tế đó là trừ 1. Và đối với Eclipse cũng giống như Netbeans thì chúng ta có thể show các cái thành phần. Đây, ở đây chúng ta thấy là chỉ có show các cái thành phần
cần thiết mà chúng ta muốn xem thôi, và có thể là bỏ đi và sau bỏ đi. Đấy, thì chẳng hạn như thế thì chúng ta có thể là tùy chỉnh các cái thành phần ở đây. Và như vậy là phần demo thì chúng ta đã trải qua được hai cái demo rất quan trọng, đó là tạo ra dự án và sau đó là tạo ra các cái unit test cho dự án ở trong hai cái công cụ phổ biến hiện nay, đó là Eclipse và Netbeans. Tiếp theo chúng ta sẽ xem xét kiểm thử đơn vị phần 2. Thì trong phần 2 này, đầu tiên là chúng ta có thể là tải thư viện JSONIT từ cái địa chỉ jsonit.org, jsonit 4 hoặc là jsonit 5. Thì hiện nay đó là jsonit bản mới đó là jsonit 5. Tuy nhiên có một cái đặc điểm, tức là trong một số tình huống thì chúng ta phải dùng cái bản cũ thay vì bản mới, thì tùy theo cái yêu cầu thực tế mà chúng ta có thể là dùng bản cũ hay bản mới. Và chọn file JSONIT và tải về. Ở đây thì tải về. Ngoài ra thì nếu mà chúng ta sử dụng Maven thì có thể lên cái trang Sandro Repository thì lựa chọn cái phiên bản và có thể tải về. Hoặc là cấu hình ở trong Maven để mà tải cái JSONIT tự động và sau đó là tải về theo cái dạng như thế này. Và sau khi tải về xong thì chúng ta có thể thiết lập biến môi trường JSONIT Home, và đây thì vào trong cái My Computer Advanced System Setting, vào trong Environment Variable. Và sau đó thì chúng ta kích vào New, nút New và nhập các cái thông tin, đó là JSONIT Home và thêm cái giá trị vào. Và đây thì chúng ta sẽ thấy là JSONIT Home và cái giá trị đó là để cái thư viện mà chúng ta tải về tại cái thư mục JSONIT 4 ở tại ODC. Tương tự tạo biến tên ClassPath thì chúng ta thấy đó là thêm cái thông số môi trường vào trong cái ClassPath. Ở đây thì chúng ta thấy ClassPath và thêm vào các thông số như thế. Sau đó kích phải chuột vào trong cái dự án và chọn PewPath và cấu hình các cái đường dẫn thực hiện. Chúng ta sẽ ở đây PewPath và chọn Add Estonosa để mà lựa chọn cái đường dẫn tới cái thư viện mà chúng ta đã tải về ở trong Eclipse. Và ở đây thì lựa chọn cái JSONIT để tải về. Sau đó thì chúng ta có thể là tạo ra cái lớp có cái tên đó là test JSONIT.java để mà thực hiện cái việc test, thì có nội dung giống như trong slide. Và tạo lớp có tên test runner để thực thi cái lớp test JSONIT. Thì đối với trong cái demo mà trước thì chúng ta đã sử dụng trực tiếp cái công cụ Eclipse để mà chạy cái test. Tuy nhiên đối với lại JSONIT thì chúng ta có thể viết một cái lớp và thực hiện cái lớp này thì nó sẽ tự động nó chạy các cái unit test cho chúng ta. Thì chúng ta có thể là chọn một trong hai cách tùy theo cái yêu cầu thực tế của chúng ta. Và sau khi mà chạy test runner thì chúng ta thấy đó là kích phải chọn và chạy test runner thì có cái thông báo cho chúng ta như thế này. Thì thông báo rất rõ ràng là cái nào pass và cái nào đó là fail. Và như vậy thì trong bài học chúng ta đã xem xét là tầm quan trọng của kiểm thử đơn vị và các khái niệm của cái kiểm thử đơn vị cũng như là viết test case cho kiểm thử đơn vị. Và chúng ta cũng đã xem xét cái cấu hình ứng dụng
thực hiện unit test đối với lại sales unit và đã xem xét ở trong hai cái cấu hình cho Eclipse và cho NetBeans. Cảm ơn tất cả các bạn.